Welcome em trở kênh DHBG của mèo này. Tiếp tục với con game Thiếu Liên Hùng thì cái video mình sẽ hướng dẫn em kỹ năng 16. Cái video mình sẽ nói về cái đá khám kích em ơi. Đây giờ mình sẽ vào khám luôn. Hiện tại lực chiến của mình là 82.830.000 phải không? Mình cứ cho là 83 triệu đi. Hiện tại cái giấy khám kích mình đã có 12 cái cam cộng với 4 cái tím. Cho mình sẽ khám 4 cái tím trước nha. Đợi mình khám xong rồi mình nói. Cái mình khám full này. Cái tím này anh em chỉ cần khám full cho mình hai cái thôi ấy. Về sau mình nghĩ là kiểu gì nó cũng cho cái đá khám tím ấy. Lên giờ anh em mà khám full không? Sau mà nó cho anh em sẽ bị lố 400 kim bảo một cái đấy. Đây là tăng phòng ngự này. Chắc mình sẽ lưng này nhá. Cái giấy tím này nó 400 vàng em ơi. Đồ xem cái đầu tiên được bao nhiêu nào. Tấn công 1100 này. Toàn thể 0,5% này bao nhiêu đây. 100k em ơi, 100k. Tiếp đến là cái ngoại phòng đây. Mấy cái ngoại phòng với nội phòng này thì lực chiến nó hơi ít một tí. Đây 85k này. Cái này chắc chắn là cũng được 85k phải không? Cái sinh lực chắc tầm ở 90k. À 110k cả căng ghê nhỉ. Đây, hai này được hơn 100k nhá. Cái nội phòng này chắc cũng như cái ngoại phòng là được 85k rồi ấy. Để mình xem cái phòng ngự toàn thể cộng 1600 được bao nhiêu nhá. Giờ nó được bao nhiêu chiến mình sẽ trừ đi 85k. Đâu xem được bao nhiêu nhá. 290 mấy k. Mình cứ trừ đi hẳn 9k này, tức là ấy, cái mốc này mình được thêm 200k chiến. Hai cái trên này được hơn 100 ấy. Mình cứ tính cho là mỗi cái là 100 đi. 4 cái là 400 này cộng với 200 là 600 nhá. Đây 4 viên tổng trị giá là 1600 vàng ấy. Mình tăng thêm 600k chiến nhé. Đấy là với cái lực chiến 82 triệu. Giờ mà mình lực chiến hơn 100 triệu hay là 200 triệu, lực chiến chắc chắn nó sẽ hơn rất nhiều nhé. Nói chung mấy cái phần trăm mà chỉ số ấy, khi mà mình up thêm gì chắc chắn là cái chỉ số nó sẽ ít lên rất nhiều nhé. Đây em tham khảo nhá. Tiếp đến là về cái đá cam này. Cam chắc là mình sẽ tìm cái tấn công mình up trước ấy. Cái tấn công thì nó sẽ ít hơn cái phòng thủ rất nhiều nhá. Nhưng mà lúc đầu mình thích tối ưu đêm hơn. Để tăng tấn công này. Cái chắc là mình sẽ up cái tấn công này. Tấn công với xác suất kích cộng với cái phòng ngự nhá. Hai cái tấn công này chắc lực chiến nó cũng bằng nhau thôi, nên mình sẽ up trước cái tấn công trước nhá. Để xem đấu nhiều nha anh em ơi. 250k. Hơn 2,5 lần so với cái tím. Đây quan trọng là cái phòng ngự này mình nhiều này. Cái tấn công được 250 phải không? Phòng ngự nhá. 310k, nó hơn 60k nhá. 310 cộng với 200 dưới là 560k phải không? Cái này chắc chắn là được 250k này. 250k xem cái chỉ số tấn công toàn bộ tăng bao nhiêu nhá. Giờ mình chỉ cần lấy cái tổng chiến trừ đi 250k được. 461k ấy. 461 trừ 250k ấy. Tức là cái dòng tấn công toàn thể 6.3 này ấy, thì nó được hơn 200k nha, 210k. Đếm tính đi. Hai này được 200 dưới là 500 này. 500 cộng với 300 ấy thì là 800. 800 cộng với 200 tức là cái này mình up được 1 triệu chiến nha anh em ơi. Đây 1 triệu lục chiến. Đá cam thì nó trị giá 1.200. Nó gấp 3 lần cái đá tím. 4 viên đá tím 1.600 vàng ấy thì nó được 600k ấy. Nhưng mà tím ấy là tăng phòng thủ nhá. Chắc giờ mình sẽ up một cái phòng thủ xem nó tăng nhiều hơn so với cái tấn công nhá. Còn cái cam này ấy, 3 cái tức là 3.600 vàng ấy. 3.600 vàng trừ 1.600 vàng ấy tức là hơn 2.000 vàng ấy. Hơn 2.000 vàng một chỉ số nó chỉ hơn có 400k thôi. Đây mình sẽ chuyển sang tìm cái phòng thủ nhá. Đây phòng thủ nha em ơi. Đây cái tấn công 100 này. Xem được bao nhiêu nhá. 200, khoan đã cay được 200k á. Nếu mà cay được 200k thì cái vừa đấy cái cộng toàn thể nó tăng thêm 260k nhá. Với cái dòng tỷ lệ chống đỡ này, bảo kích thì lực chiến nó tăng nhiều hơn cái tấn công. Đây mình sẽ áp cái này nhá. Cái này chắc sẽ được tầm 200 dưới đấy, em ơi. Đúng 200 dưới em ơi. Cái con game này mấy cái dòng chính xác thì bạo kích thì lực chiến nó tăng nhiều hơn mấy cái dòng là tấn công mới sinh được phần trăm nhá. Cái hợp kích trước mình up cái phòng thủ nhớ là được 310k phải không? Giờ tổng lực chiến mình sẽ trừ đi 310k xem cái phòng ngự này nó tăng bao nhiêu nhá. Đây quất luôn anh em ơi, còn 6 viên nữa. Trong nhiêu nhá? 738k. Mình cứ cho là 700 trừ 300 đi. Tức là cái tổng này là hơn 400k hợp chiến. Ở khoan mình tính tổng lực chiến nhá. 730 này cộng với 400 dưới tăng hơn cái trước là 200k hạc chiến. Tức là với 3.600 vàng mình đổi được 1 triệu hạc chiến. Đây mình sẽ khám tiếp nhá. Đây mình sẽ khám cái tấn công này đi. Cái này được 200 lực chiến này, 200k này. Đây tròn 200k luôn đấy. Đây tiếp đến là cái xác suất đột kích này được 200 dưới. Đây đúng 200 dưới này.
cái này thì nó sẽ được 310 ấy, cộng với cái tấn công toàn thể 200 dưới nữa. 200 dưới cộng với 310 ấy, tức là 560k nhỉ? Đúng rồi. Đây mình sẽ kích hoạt tăng thêm 560k. Ủa 584 à? Hơn cơ à? Mình cứ cho là 600k đi. 600 này cộng với 200, 200 tức là hơn 1 triệu nhá. Nói chung là anh em mở tẩy cái dòng tấn công này thì nó sẽ tăng thêm hơn 1 triệu. Còn cái phòng thủ thì nó sẽ tăng thêm 1 triệu 2 nhá. Chắc cái cuối cùng mình sẽ up cái tăng sinh lực xem nó được bao nhiêu nhá. Đây cái tăng sinh lực này. Đầu tiên là cái tấn công này được 200 dưới. 257k này. Cái tấn công này thì nó sẽ được 200. Đây 211k này. Nói chung ấy, lực chiến anh em càng cao không? Anh em up cái giấy khảm này thì nó sẽ càng tăng nhá. Nó không giấm chân tại chỗ đâu ấy. Giờ mà mình up mấy cái giấy khảm này, sau mình up thêm cái lực chiến thần thú, hay là nói chung là chỉ cần up thêm chiến thì nó sẽ x thêm chỉ số nhá. Lên cái giấy khảm này là cái mà anh em nông dân đầu tư không bao giờ lỗ luôn ấy. Chỉ là anh em không có kim bảo để mua thôi. Và em chỉ cần chú ý cho mình nhá. Đấu giá anh em không được mua trên giá, chỉ mua cái giá gốc. Tím là 400, cam là 1200, đỏ là 2400. Còn về khảm viên nào ngon hơn á, chắc chắn là viên tím nhá. Còn viên cam với viên đỏ nó như nhau. Đây cái này chắc chắn là được 310k này. Nhưng mà lực chiến mình cao hơn, chắc sẽ được thêm tầm 315 đến 320k. Mình cứ cho là 320k đi. Xem cái xin được này nó tăng nhiều nhá. Cứ lấy cái tổng trừ đi 320k được thôi. Đây xem nhiều nhá. 584k, 584 trừ đi 320 ấy, tức là bằng 206k ấy. Tính ra cái dòng sinh lực này thì nó cũng như tấn công nhá. Bao viên anh em khảm như mình là sẽ được hơn 1 triệu chiến. Rồi mình tính nhá, 600 này, 800 đúng rồi, hơn triệu lục chiến nhá. Nó bằng với cái tấn công. Còn cái phòng thủ thì nó sẽ được 1 triệu hàng chiến. Đây em tính đi. Mình mua 12 viên đá cam này ấy, tổng cộng là 14k4, cộng với 4 viên tím là 1600. 14k4 cộng với 1600 tức là 16k. Cái hợp kích tím là mình tăng thêm hơn 600 này. Quả là 4 cái bộ hợp kích cao ấy, mình cứ tính là mỗi bộ tầm 1 triệu mốt đi. 1 triệu mốt 4 bộ là 4 triệu 4. 4 triệu 4 cộng với 600 hơn ấy, tức là mình tăng thêm 5 triệu nhá. 5 triệu chiến. Tính ra 16k thì nó tương đương với 80 mảnh trang bị này. Thần binh này, thần thú kia em ơi. Nếu mà so với tướng này trang bị mới mảnh thần binh ấy, thì khéo khi là cái hợp kích này ngon hơn nhá. Nên khi mà em mà dư kim bảo thì em có thể đầu tư vào cái giới khảm kích này. Ok, đây lực chiến mình đã lên 87.7 triệu rồi, với là 82 triệu mấy không. Đấy nó lên tròn 5 triệu lực chiến nhá. Để anh Long Duân tham khảo qua, anh em mà cảm thấy ok thì mình đầu tư, không ấy mình cứ chơi sự kiện thôi. Như mình chắc chắn sẽ đầu tư khảm nếu mình dư kim bảo nhá. Tôi kêu mình xin kết thúc video đây. Hẹn anh em ở các video sau. Bye bye anh em.